Tất nhiên, việc sử dụng kem chống nắng là một phần quan trọng trong quy trình chăm sóc da khi sử dụng kem trị nám Silic. Ánh nắng mặt trời không chỉ làm tăng nguy cơ nám tái phát mà còn gây hại cho làn da của bạn. Kem chống nắng sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, giảm nguy cơ xuất hiện nám mới và bảo vệ làn da đã điều trị. Hãy nhớ sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi trời nhiều mây và khi ở trong nhà để giữ cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh và đẹp mắt. Chính xác, việc sử dụng kem trị nám Silic hàng ngày là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Áp dụng kem vào buổi tối trước khi đi ngủ không chỉ giúp kem thẩm thấu sâu vào da mà còn tạo cơ hội cho da hấp thụ tất cả dưỡng chất quý giá từ sản phẩm. Đây là thời điểm mà làn da của bạn cần được nuôi dưỡng và phục hồi sau một ngày dài. Bằng cách thực hiện bước này mỗi ngày, giúp tạo điều kiện tốt nhất cho làn da của mình để đối mặt với những thách thức từ môi trường bên ngoài và giữ cho làn da mềm mại, trẻ trung và rạng rỡ hơn. Hãy nhớ tuân thủ hướng dẫn sử dụng để có được kết quả tốt nhất và đón nhận làn da tươi mới mỗi sáng thức dậy. Câu trả lời là có, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trang điểm sau khi áp dụng kem trị nám Select. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất của kem trị nám, bạn nên chờ cho kem thẩm thấu hoàn toàn vào da trước khi tiến hành trang điểm. Thông thường, sau khi áp dụng kem trị nám, bạn nên đợi khoảng 5 đến 10 phút trước khi bắt đầu bước trang điểm. Hơn nữa, khi chọn sản phẩm trang điểm, hãy chọn những sản phẩm nhẹ nhàng, không gây kích ứng cho da và nên chọn kem lót hoặc kem nền chứa SPF để bổ sung bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Luôn nhớ làm sạch da kỹ lưỡng vào cuối ngày để loại bỏ trang điểm và duy trì sự sạch sẽ và làn da khỏe mạnh. Nếu chị em đang trong giai đoạn mang thai hoặc trong thời kỳ cho con bú, bạn có thể sử dụng kem trị nám Select để ngăn ngừa nám và dưỡng trắng da. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Còn shop mình thì vẫn luôn khuyên khách hàng không nên dùng bất cứ mỹ phẩm nào trong suốt thời kỳ thai nghén nhưng vì một số lý do về tính chất công việc hoặc tâm lý thì bạn nên cân nhắc sử dụng và xem thêm những thông tin sau để có thể quyết định nên dùng kem dưỡng ẩm này hay không nhé. Thực tế thì kem trị nám Select này dùng được cho bà bầu, vì em này được các chuyên gia đánh giá và khẳng định là có bản thành phần an toàn và lành tính cho da của mẹ bầu, nên bạn có thể yên tâm và sử dụng ngay cả khi bạn đang mang bầu. Bạn có thể xem chi tiết các thành phần được in trên chai hoặc đánh giá review từ khách hàng về kem trị nám Select. Để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, các chị bầu nên tuyệt đối tìm hiểu và mua sản phẩm chính hãng để sử dụng nhé. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp Bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.